Giác tạo Twitter, đăng tải teaser audio lây là lê và đặt lượt tương tác khủng. Mới đây, Giác vừa tiếp tục công bố tài khoản Twitter chính thức và đăng tải teaser audio lây là lây ngay trên Twitter của mình. Sản phẩm giá hàng của nam ca sĩ đã nhận về lượt tương tác ấn tượng của khán giả chỉ với bản teaser audio sau khi công bố poster một mới mang tên lây là lây. Dòng ca sinh năm 1997 tiếp tục công bố tài khoản Twitter chính thức và đăng tải teaser audio lây là lây ngay trên Twitter của mình. Đây là món quà dành tặng người hâm mộ vào đúng dịp sinh nhật tuổi 24 của Giác. Sản phẩm nhanh chóng gây sốt bởi phần hình ảnh kết hợp giữa bối cảnh hiện đại và cổ đại. Ngay sau khi dắt đăng tải poster La Lay với tạo hình chiến binh mạnh mẽ, hát tác La Lay đã leo thẳng lên vị trí số 1 trên top trending của Twitter Việt Nam. Ở một nền tảng quy tụ số lượng người dùng quốc tế lớn như Twitter, dắt được kỳ vọng sẽ có những bước tiến mạnh mẽ để đến gần hơn với khán giả nước ngoài. Lượt tương tác của khán giả dành cho bản teaser trên kênh YouTube của Jack. Hiện tại, poster Mv Lê La Lay đã thu về gần 50.000 lượt yêu thích hơn 2,2 nghìn lượt bình luận và hơn 1,2 nghìn lượt chia sẻ tại fanpage Giấc mươi 97 Trước đó, ngày 6 tháng 4, Giấc đã phát hành teaser concept cho MV Lê La trên kênh YouTube. Đoạn teaser đã cán mốc 1,8 triệu lượt xem, hơn 155 nghìn lượt thích và lọt top 9 trên kênh YouTube Việt Nam. MV Lê La được nhiều người hâm mộ dự đoán sẽ là câu chuyện tiếp nối chuỗi MV về fantasy của Giấc là Hoa Hải Đường và Đông đóm. Nhiều đông đóm FC của Giấc, hy vọng thần tượng sẽ liên tục thử sức với những kịch bản mang màu sắc thần thoại không ngại biến hóa hàng loạt hình ảnh mới trong từng lần trở lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.